Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Biên Tóc. Doraemon là một bộ truyện tranh nổi tiếng trong tuổi thơ của rất nhiều người. Và có một tập phim Doraemon chỉ phát sóng duy nhất một lần rồi biến mất đầy bí ẩn. Người ta không tìm thấy nó ở bất kỳ nơi nào trên Internet nữa. Đó là sự thật hay chỉ là trò chơi không? Hãy cùng đến với tập phim Doraemon phát một lần rồi biến mất không dấu vết là sự thật hay trò chơi không? Ra mắt vào năm 1969, Doraemon nhanh chóng trở thành cơn sốt và nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn nhiều nước trên thế giới. Đến nay sau hơn 50 năm ra đời, Doraemon vẫn khiến cho người ta phải xem đi xem lại những bộ truyện ngắn đến những tập truyện dài và cả loạt anime. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều người bất ngờ khi biết rằng thực ra Doraemon vẫn còn một tập phim bí ẩn khác liên quan đến sự ra đi của tác giả Fujiko Ozo, mà đến nay nó đã biến mất không có dấu vết. Lời đồn nổi tiếng về cái kết của Doraemon. Sẽ có nhiều người cảm thấy vô lý khi cho rằng Doraemon là tác phẩm truyện tranh cho thiếu nhi nên sẽ khó có những phiên bản kinh dị hay những câu chuyện kỳ bí xung quanh nó. Thế nhưng, những lời đồn đóng về Doraemon vẫn thường xuyên được cư dân mạng truyền tai nhau. Và một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất chính là giả thuyết về đoạn kết của Doraemon. Theo giả thuyết này thì thực chất chẳng có chú mèo máy Doraemon nào cả. Tất cả là một câu chuyện phiêu lưu, những món bảo bối thần kỳ chỉ là giấc mơ của Nobita mà thôi. Cậu bé Nobita bị bệnh nặng mà không có lấy một người bạn ở bên. Câu chuyện này là những câu chuyện mà cậu tự tưởng tượng ra. Nhiều lời đồn đoán cho rằng, có thời điểm nhà xuất bản thực sự đã định đưa ra cái kết này, song mọi thứ phải hủy bỏ vì vấp phải quá nhiều sự phản đối của các fan. Tập phim ngắn biến mất không dấu vết. Không chỉ riêng về lời đồn đoán về cái kết, Doraemon được nhiều người cho là đã từng ra một tập phim ngắn được trình chiếu vào thời điểm tác giả Fujiko Fujio qua đời. Tuy nhiên, tập phim ngắn này sau đó đã bị xóa mất và đến nay chẳng ai có thể tìm thấy về nó trên mạng Internet, giống như là tập anime này chưa từng tồn tại. Được biết, tác giả Fujiko Fujio qua đời vào năm 1996 do bị bệnh gan. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng khi đang sáng tác dang dở tập truyện Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố Yakov. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương rất lớn trong lòng người hâm mộ. Vậy nên, theo như nhiều người kể lại, một tập phim ngắn có tên là Không Thể Không Ra Đi đã được phát sóng như lời tạm biệt của tác giả gửi đến mọi người. Điều khiến người hâm mộ thắc mắc đó là tại sao nó chỉ được phát sóng duy nhất một lần rồi không còn ai có thể xem lại được nữa. Nội dung của tập phim bí ẩn. Tìm hiểu kỹ hơn về tập phim Không Thể Không Ra Đi, cư dân mạng kể cho nhau rằng trong tập phim có phân cảnh Nobita bước vào căn phòng của mình. Cậu đứng tại chỗ rồi quay vòng vòng liên tục khiến hành động trở nên vô cùng kỳ dị. Sau khi kết thúc hành động của mình, Nobita bỗng tự nhủ, bây giờ mình phải đi rồi. Và cứ thế khung cảnh bắt đầu chìm sâu vào trong bóng tối. Ngoài ra, một đoạn phim khác và cũng là phân cảnh kết của anime. Khi Nobita một mình đi trên con đường thì Doraemon chạy theo hỏi: Nobita, cậu muốn đi đâu vậy? Nobita đáp lại: tớ phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa. Rồi lúc này, Nobita bỗng trở thành tác giả Fujiko Fujio. Doraemon lúc này nói thêm: thực sự cảm ơn người, Fujiko Fujio. Điều khiến người ta sợ hãi đó là ngay sau khi tập phim này phát sóng thì thông tin tác giả Fujiko Fujio qua đời được lan truyền. Những lời đồn đoán xung quanh tập phim là câu chuyện được kể lại bởi những người may mắn có cơ hội xem tập phim Không Thể Không Ra Đi. Song vẫn có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh tập phim ngắn đã bị biến mất không dấu vết của Doraemon. Có người cho rằng tập phim như một lời dự báo cho sự ra đi mãi mãi của Fujiko Fujio. Cũng có kẻ lại tò mò hơn về lý do biến mất không dấu vết của tập anime đặc biệt này. Đến nay, những câu chuyện về tập phim anime bí ẩn vẫn còn được lan truyền rất nhiều trên mạng. Cụ thể là bạn sẽ thấy nó trong các danh sách những câu chuyện kinh dị truyền miệng hay
những truyền thuyết thành thị xoay quanh Doraemon. Mặc dù tập phim được kể lại không quá đáng sợ, song nó vẫn khiến người ta rợn tóc gáy vì liên quan đến sự ra đi của tác giả bộ truyện. Bên cạnh những người tin vào câu chuyện thì vẫn có rất nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại thật sự của tập phim. Tất cả những gì liên quan đến Doraemon hiện vẫn còn rất nhiều điều kỳ bí và không thể nào giải thích. Khám phá 4 cái kết hấp dẫn mà fan cứng Doraemon mong muốn xảy ra. Các fan cứng của Doraemon đã đồn đại và đưa ra rất nhiều ý tưởng về kết thúc khác nhau cho bộ truyện này. Dưới đây là 4 đoạn kết được cho là hấp dẫn và nhiều người biết đến nhất. Doraemon cạn năng lượng, Nobita quyết tâm học giỏi và phát minh ra loại pin này. Đây là một kết thúc được khá nhiều người yêu thích và nó được bắt nguồn từ một fan có tên là Nobuo Sato. Câu chuyện nói về một bộ pin của chú mèo máy Doraemon bị cạn năng lượng và Nobita phải lựa chọn việc tự mình thay thế bộ pin bên trong chú mèo máy bất động. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, chưa có một phát minh nào có thể cho ra đời một bộ pin đủ sức làm Doraemon trở lại hoạt động bình thường. Và đây cũng là một bước ngoặt vô cùng to lớn đối với Nobita. Cậu đã cố gắng học tập, rèn luyện và chăm chỉ tới trường. Nobita muốn trở thành một chuyên viên về robot. Và cuối cùng trong tương lai, cậu đã thực sự trở thành một giáo sư về robot và thành công trong việc làm sống lại chú mèo máy. Từ một cậu bé ham chơi, thích ích kỷ, Nobita trở thành một cậu bé học sinh xuất sắc, một giáo sư đầu ngành về việc chế tạo robot. Đây cũng là cái kết mà rất nhiều fan cho là hợp lý. Nobita mắc bệnh tự kỷ và rằng tất cả các nhân vật, kể cả Doraemon, chỉ là sự tưởng tượng của cậu bé. Ý tưởng này vấp phải khá nhiều ý kiến tranh luận từ cộng đồng fan yêu thích bộ truyện Doraemon. Nobita là một cậu bé ốm yếu nằm trên giường bệnh và không có một ai bên cạnh, nên đã tưởng tượng ra tất cả câu chuyện của mình trong đó, kể cả chú mèo máy Doraemon. Điều này đã làm cho đa số những người hâm mộ Nhật Bản nổi giận. Thậm chí nhiều người còn biểu tình trước cổng nhà xuất bản vì sợ họ sẽ làm theo ý tưởng này để kết thúc bộ truyện Doraemon. Nhà xuất bản đã phải đưa ra tuyên bố chính thức rằng đoạn kết này không phải là sự thật. Cũng dễ hiểu đúng không nào? Một bộ truyện nói về thiếu nhi mà lại có cái kết như vậy thì quả thật không vui và sẽ để lại rất nhiều điều không tốt cho độc giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi. Nobita bị đập đầu vào một hòn đá, cậu bé bị hôn mê sâu và thậm chí lâm vào tình trạng sống nửa thực vật. Đây cũng là một ý tưởng được nhiều fan tranh luận và cũng khiến trên diễn đàn hâm mộ Doraemon tranh luận suốt một thời gian dài. Theo ý tưởng này, thì để góp tiền cho ca phẫu thuật của Nobita, Doraemon đã bán tất cả bảo bối trong chiếc túi thần kỳ của mình. Tuy nhiên, ca phẫu thuật thất bại. Doraemon khi này vẫn còn lại một bảo bối cuối cùng. Chú mèo máy đã dùng nó để đưa Nobita đi đến mọi nơi, mọi thời đại mà chú bé muốn. Cuối cùng, nơi mà Nobita muốn đến nhất chính là thiên đường. Một ý tưởng về cái kết buồn, tuy nhiên nhiều người lại cho rằng nó lại tôn vinh giá trị của tình bạn và sự quý giá của cuộc sống. Doraemon sau khi đã giúp Nobita trưởng thành, có được tình yêu từ Suka thì chú mèo máy đã quay về thế giới tương lai. Đây có lẽ là một ý tưởng kết thúc bộ truyện Doraemon được phổ biến rộng rãi nhất và được nhiều fan ủng hộ nhất. Nó phù hợp với mạch truyện cũng như là tính chất của bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi. Ước mơ của Nobita đã trở thành hiện thực khi mà cậu có thể chuyển biến mạnh mẽ trong nền nếp sống, trở nên chăm chỉ và thành công. Để rồi sau đó giàu và thành đạt, Nobita cưới được người mình yêu là Suka. Nhưng Doraemon đã không thể ngăn nỗi nhớ về Nobita nên đã quay trở lại với Nobita và tình bạn của họ trở thành mãi mãi. Trên thực tế thì bộ truyện tranh Doraemon không có đoạn kết nào rõ ràng cả. Có vẻ như ý tưởng thứ tư được tác giả đưa vào khi mà cuối cùng Nobita cũng cưới được Suka trong tương lai. Các bạn nghĩ sao về điều này? Bạn nghĩ sao về những ý kiến trên? Hãy để lại ngay comment bên dưới cho Bin Talk các bạn nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn ngay chuông nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.